Bây giờ mình sẽ hướng dẫn vì có khá một vài cái nữa về cái automate của hồng này. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip để hướng dẫn về cái qua hồng automate qua hồng. Thì automate qua hồng này sẽ chia làm 3 bước. Bước đầu tiên mình sẽ cho vào vị trí lấy hàng. Bước thứ hai mình sẽ chuyển qua đây, đưa qua đây. Rồi bước thứ ba sẽ là tìm ô thích hợp để cho vào. Rồi bước thứ tư mình sẽ lấy trên kho này xuống. Rồi bước thứ năm mình sẽ đặt ra chờ. Rồi bây giờ mình sẽ hai bước trước, đó là bước đưa vào vị trí lấy hàng và đặt nó vào trong cái khu vực chuẩn bị đem đi này. Ở đây mình sẽ có thêm một cái sensor nữa. Khi mà người dùng thì mình sẽ có cái biết, thì mình biết nhận biết là ở này là nằm ở đây. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó cao lên xíu. Ok, mình sẽ thử lại cho đến khi nào nó nhận được, khi nào mình thấy hợp lý thì sử dụng được. Ở đây mình sẽ position. Position. Rồi, bây giờ mình sẽ có được là đây mình đang là add and drive. Cho biến này, add and drive.
3 cặp ghế. Rồi bây giờ ở đây mình sẽ có là các game boot nó vào, bỏ vào mình sẽ là ba game boot. Ba game boot này là Add and Try, Add and Try và Add Lock. Thì ở đây mình sẽ có 3 cặp ghế và ở đây mình cũng sẽ có 3 cặp boot. Đây là boot của mình, đây mình đang giao đặt là vào thằng này khi nào mà mình chạy tới đây rồi thì mình mới có cái này để chạy tiếp. Dạ, khi nào mình đạt đến giá trị lock rồi, đến vị trí lock rồi thì mình mới cho nó cấp hồi tiếp, còn không thì thôi. Rồi và okay. Thì khi mà có khôi thì chúng ta sẽ có cấp khôi vào này là vận tải chuyên vào. Rồi ở đây là chúng ta sẽ có lót để vừa vượt, đây là vận tải để chúng ta lót lót từ thằng này đi vào trong đây để vào vị trí lót. Rồi khi mà vào vị trí lót thì vào này sẽ dừng lại, khi nào mà mất cái đèn này đi thì ở đây chúng ta bắt đầu quá trình được đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ lập trình nha, mình sẽ viết điện thoại ra. Reset tức là chúng ta nhấn reset để chúng ta vào vị trí không là cho nó về trạng thái ban đầu chúng ta cần thiết, thì toàn bộ cái báo vận tải sẽ dừng và không có cấp thu chưa, toàn bộ này nó không có luôn. Rồi bây giờ khi mà chúng ta nhấn start thì sẽ vào số 1 đúng không, thì số 1 đây không? Mình chỉ thấy giá trị start. Khi nào nhấn start ấy, thì emitter sẽ cấp khối đầu tiên và sau đó thì khi mà nó tạo lót rồi thì chúng ta sẽ cấp khối thứ hai. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích về cái TD1, TD2, TD3 nhé. Ở đây chúng ta sẽ có 4 trạng thái, là trạng thái 0, trạng thái 1, trạng thái 2, trạng thái 3, trạng thái 3. Chưa? Rồi bây giờ thì khi mà chúng ta nhấn start thì sẽ rơi vào trạng thái 1, và trạng thái 1 khi mà gặp vào cái Add and Try tức là cái cảm biến vừa đánh thêm ấy, thì nó sẽ biết là nó đã hết hành trình rồi, thì sẽ rơi vào trạng thái 2 và sau đó nó chạy sang trạng thái 3. Rồi thì mình sẽ viết code theo cái giai thoại này luôn để cho nó dễ hình dung. Ok, mình sẽ viết giai thoại và viết chi tiết về thông hơn để hiểu. Thank you.
thứ hai
kia chưa, thì đợt em sẽ tua nhé. Thank you.
Ha ha ha.